Xin chào anh em, video này thì mình sẽ giới thiệu tổng quan về cách sử dụng các phím chức năng cũng như là những cái sao cơ bản ở trên Bose ME20. Thì đây là một cái multi effect khá là được ưa chuộng của Bose, thì nó rất là được thịnh hành vào những năm 2000. Thì bây giờ thì Bose thì đã ra nhiều các thế hệ mới, thế tuy nhiên thì với lại những ưu điểm tính năng của cái thằng ME20 này thì đây cũng là một cái lựa chọn rất là tốt cho với cái tầm giá hiện tại bây giờ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cổng kết nối guitar in ở đây. Đây là hai cổng output left right. Hiện tại thì mình đang cắm vào cái cổng là tai phone. Thì chúng ta khi mà đi sâu thì chúng ta có thể cắm vào cái hai cái thằng một trong hai hoặc là cả hai cái thằng output này được 6 ly. Bây giờ thì trước mắt là chúng ta sẽ có một cái giao diện chính. Ở đây thì nó có số 1. Thì chúng ta, một ở đây đó chính là cái pass. Mỗi một cái pass của nó thì sẽ có 3 cái pedal để chuyển đổi tiếng. Tức là cái thằng pass 1 này nó sẽ có 3 tiếng ở bên trong. Chúng ta mỗi một cái banh này chúng ta có thể lưu được một tiếng. Nếu như chúng ta muốn lật sang mặt khác thì chúng ta sẽ có số 2, ấn hai nút này để điều chỉnh. Mặt 2 cũng có 3 tiếng. Và tối đa là chúng ta sẽ có 10 cái patch, tức là 10 mặt. Và nhân với 3 tiếng mỗi mặt chúng ta có tổng cộng là 30. 30 tiếng tất cả chúng ta có thể lưu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết hơn, đó là các tính năng của các núm này. Ở đây thì chú ý là chúng ta sẽ có 1, 2, 3 phím chức năng. Ở đây thì rất đơn giản. Để chỉnh dây thì chúng ta sẽ ấn đồng thời hai switch này. Tắt đi cũng phải ấn đồng thời hai. Này nó hơi bất tiện một chút. Tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta để ý có cái phần type. Ở đây là có là phần type là preamp. Lựa chọn được 6 preamp. Ở đây là effect. Effect 1 thì chúng ta sẽ có 5 lựa chọn. Ở đây là mode và delay và reverb thì chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Vậy thì bây giờ mình muốn can thiệp vào chỉnh sửa các effect như thế nào? Chỉnh sửa preamp như thế nào? Thì trước hết chúng ta sẽ ấn phần exit này. Exit. Chúng ta ấn nó có chữ ED, tức là viết tắt của exit, tức là lúc này là chúng ta đang can thiệp vào cái tiếng đấy. Ví dụ như tiếng vừa rồi là tiếng số 1 nhé. Tiếng số 1, đèn 1 sáng, tiếng 1 1. Ấn chỉnh. Thì ở đây thì mình đã cài sẵn, mình các mọi người có thể nhìn thấy là nó có 3 đèn đều sáng. Tương ứng với 3 chức năng này đều hoạt động. Thì muốn can thiệp vào các chức năng này, thứ nhất là đèn phải sáng. Ở đây chúng ta sẽ có các núm 1, 2, 3, 4. 4 cái núm này thì chức năng của nó khi mà ấn vào thì cái phần đèn này nó sẽ sáng, tức là sẽ kích hoạt. Tính năng ở đây là có phần OD và DS, chính là cái phần preamp. Đây, chúng ta có 6 preamp ở đây. Phần mode đây có 5, delay có 3. Phần EQ này thì ở trên đây đã ghi là low mid, high mid và high đây rồi. Thì chúng ta khi mà muốn ấn cái này, chúng ta sẽ kích hoạt phần chỉnh OD và DS. Thì có 4 cái tính năng nhỏ hơn ở bên trong, thì chúng ta sẽ sử dụng các núm 1, 2, 3, 4, núm xoay này để chỉnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái thằng OD, DS này. Chúng ta ấn ở đây, đèn sáng. Nếu như trong trường hợp mà tắt cái này đi nhé, mà các bạn bật đèn sáng này thì nó cũng không có tác dụng gì, cũng không thay đổi gì. Nên chú ý là lúc nào cái này cũng phải sáng, lúc đấy chúng ta đang kích hoạt. Đây, chúng ta sẽ có cái phần này. Rồi, chúng ta thử phần thai là lựa chọn nhé. Ở đây nó có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 này, tương ứng với lại 6 cái tên ở đây. Thứ nhất là overdrive này. Thứ hai là blue và distortion.
là tiếng metal, tiếng pha là tiếng bình này. Đây, và đây là tiếng clean. 6 là compressor, tức là đồng nghĩa clean luôn. Tương tự như vậy thì chúng ta muốn chọn cái phần mode là phần chorus delay vân vân này, chúng ta sẽ ấn vào cái này. Chức năng thứ hai chúng ta sẽ có xoay này, xoay đúng này, chúng ta có 5 5 chức năng tương ứng với lại 5 cái chức năng ở bên dưới này đã ghi sẵn ở ngoài. Một là chorus, phaser thì mình sẽ dùng để quạt phăng. Tiếp theo flanger, tremolo. Đấy thì chúng ta cũng sẽ chỉnh red này, depth tương tự như vậy. 5 là tremolo, 4 là tremolo và 5 là rotary. Ok, thì giả sử như ở đây chúng ta sẽ chọn chỉnh là một đi, là chorus. Đấy, đây là time phần play. Là cái cường độ. Tiếp theo là cái độ sâu này. Def. Định là 50 50 cũng được. Tiếp theo là phần delay nhé. Delay đây chúng ta có 3 lựa chọn. Thì cũng tương tự như vậy thôi. 1 2 3. Đây là thứ ba là reverb này. Đấy, reverb thì chúng ta sẽ chỉnh time này, feedback này. Nhiều hay ít này. Đấy, độ to nhỏ. Thử delay nhé. Hai là delay này. Đấy, mình sẽ cân đối ở ba cái chức năng này. Mình đeo reverb đây. Như vậy coi như là mình đã chỉnh xong cái tiếng mình muốn. Bây giờ là bước tiếp theo là bước lưu tiếng. À, có một trước khi lưu thì chúng ta có thể cài đặt volume cho cái tiếng đấy bằng cách là vào cái phần preamp này. Và chúng ta có cái phần level này. Đó. Ta sẽ cài đặt cho nó tương tự với các tiếng khác, làm sao mà cái độ to nhỏ nó bằng nhau. Sau khi mà mình